Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn một bài học mới, đó là cách giao tiếp. Thì hôm nay chúng ta sẽ bài học về chủ đề như các bạn thấy trên màn hình đó. Bài số 1. Liqa'un baina Rasidin wa Muhammadin. Cuộc gặp gỡ giữa Rasid và Muhammad. Mình sẽ đọc qua một lần cái bài đọc, sau đó là mình sẽ dịch lại và giải thích cho các bạn hiểu. Rasidun, assalamu alaikum wa rahmatullah. Muhammadun, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. رشيد من أين أنت يا أخي؟ محمد أنا من الهند وأنت؟ رشيد أنا من الصين ومن أين فريد؟ محمد هو من فرنسا. رشيد أين فرنسا؟ محمد Faransa, Faransa fi Eropa. Rasidun ilal liqa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Muhammadun wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, mình sẽ quay lại bài, mình sẽ quay lại từ đầu tiên là sẽ mình sẽ dịch và giải thích cho các bạn nha. Đây. Rasidun nói là Assalamu alaikum wa rahmatullah. Câu này hiểu là Assalam này là bình an. Alaikum là trên tất cả các bạn. Wa rahmatullah và sự thương xót của Thượng Đế. Tại sao là khúc này gọi là Alaikum không phải là Alaika? Nếu mà mình nói là Alayka cũng được nữa, không có sao. Nhưng mà người Ả Rập họ thích như vậy. Có nghĩa là mình trân trọng họ hơn. Có khi là có nhiều người ở bên cạnh nhiều mà có nhiều người ở bên cạnh mình á, mình phải nói Alaykum để cho nó thể hiện sự số đông một xíu. Và Muhammadun trả lời rằng là Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cũng tương tự như vậy luôn. Nhưng mà chỉ có sắp xếp này chỉ có ngược nhau thôi. Vậy cái này là bởi vì sao? Vậy cái này là chào và cái này là dùng để đáp. Khi mà mình đáp thì nó đương nhiên là nó sẽ dài hơn câu chào. Thì sự trân trọng Muhammadun nói là Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cũng như cái câu dịch ở trên thôi, sự bình an đến tất cả các bạn và sự thương xót của Ngài. Và câu cuối cùng gọi là sự hồng ân của Ngài. Rosit bắt đầu câu hỏi. Min aina anta ya aki. Min là từ, aina là đâu, anta là bạn. Bạn đến từ đâu? Min aina anta? Ya akhi, ya này là dùng để mình dùng để gọi một người akhi. Akhi gốc của nó là akun cộng với ya. Ya này này. Akun là người anh hoặc là người em. Còn ya này có nghĩa là tôi, để ghép vô. Ya Aki, hỡi người anh em của tôi. Muhammadun trả lời rằng là Ana minan Hindi wa anta. Muhammad nói tôi đến từ Ấn Độ. Hindi, Hind là Ấn Độ nha. Wa anta, wa anta ở đây là mình hỏi người đó lại một cách ngắn gọn. Một cách ngắn gọn nha. Và người đối phương cũng sẽ hiểu là người ta sẽ hỏi mình là min aina anta,
nếu mà bạn nói min ấy anh ta cũng được nữa, nhưng mà nó không có hay. Các bạn nên trả lời ngắn gọn và anh ta là người ta sẽ hiểu. Rồi tôi trả lời rằng là Ana Minasin. Xin là Trung Quốc. Xin là Trung Quốc nha. Và min aina Faritun. Faritun là tên của một người. Và Rosit này muốn biết là Rosit này đến từ đâu. Muhammadun trả lời rằng là Uwa min Faransa. Thì Faritun đến từ Faransa. Faransa là nước Pháp. Faransa là nước Pháp nha các bạn. Rositun hỏi là Aina Faransa, thì Rosit này không biết nước Pháp ở đâu nên hỏi lại Aina Faransa. Muhammadun trả lời rằng là Faransa phi Europa. Europa đấy là châu Âu. Europa là châu Âu nha các bạn. Faransa phi Europa, nước Pháp ở châu Âu. Khi mà cuộc đàm thoại kết thúc thì mình sẽ đáp lại lời lời chào để kết thúc cuộc hội thoại đó. Rasitun ilal liqa wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ilal liqa có nghĩa là hẹn gặp lại và bình an trên tất cả các bạn và sự hồng ân của Thượng Đế Muhammad. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cũng như câu trên thôi nha các bạn. Bây giờ là mình đã hoàn thành một bài học đầu tiên cho các bạn. Nếu mà các bạn nào không hiểu có thể là xem đi xem lại và nhớ là tập đọc cho nhuần nhuyễn. Có thể là sau này bạn gặp với người Ả Rập mà bạn sẽ nói được lưu loát hơn. Mình xin kết thúc video tại đây. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.